Xin kính chào quý vị và các bạn. Ba biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối 30 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an huyện Châu Thành và các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ cướp tiệm vàng. Theo thông tin ban đầu, chiều tối cùng ngày có hai đối tượng cầm vật giống súng xông vào cướp tiệm vàng ở huyện Châu Thành. Gây án xong, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Thời điểm trên, người dân nghe có tiếng súng nổ, ngay sau khi xảy ra vụ việc, ban giám đốc công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm. Theo nguồn tin ban đầu, sau khi gây ra vụ cướp, hai đối tượng chia hướng tẩu thoát và đều có mang theo vũ khí. Sau đó, công an bắt được một đối tượng khi kẻ này bỏ trốn đến địa phận thuộc tỉnh Tiền Giang. Đối tượng còn lại trong lúc bỏ chạy đã điều khiển xe máy với tốc độ cao và dùng súng bắn về phía lực lượng làm nhiệm vụ rồi tự ngã tử vong ở gần cầu Cổ Chiên, phía bờ Trà Vinh. Liên quan vụ cướp tiệm vàng ngày 1 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự Lại Thế Việt, 21 tuổi, ngụ xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 30 tháng 11, Công an tỉnh nhận tin báo về việc có hai thanh niên dùng súng cướp tiệm vàng Mỹ Trang 3 ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Ban giám đốc công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an các đơn vị địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt nóng kẻ cướp. Cơ quan công an xác định Việt có liên quan trực tiếp đến vụ cướp nên tiến hành bắt giữ khi Việt đang tẩu thoát ở tỉnh Tiên Giang. Qua làm việc, bước đầu Việt khai nhận do có quen biết từ trước, chiều 30 tháng 11, Việt cùng Huỳnh Hải Quang, 37 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Trà Vinh, mang hai khẩu súng, đi trên xe máy tìm nơi để cướp tài sản. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, khi đến tiệm vàng Mỹ Trang 3, cả hai đang thực hiện hành vi thì bị phát hiện. Quang nổ súng vào người bà P chủ tiệm vàng, làm bà bị thương. Sau đó Quang dùng vật cứng đập bể tủ kính, cướp một lượng lớn vàng, rồi cả hai lên xe tẩu thoát.